Em xin khẳng định á, Việt Nam mình á chưa có cây táo tàu nào mà cao và khủng như thế này luôn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh. Xin chào quý khách hàng, em đang đứng dưới một tán cây rất là rộng và vô cùng độc lạ luôn. Đó là cây táo tàu nha cả nhà. Lần này thì vườn về được khoảng tầm 10 cây táo tàu cao to và khủng như thế này. Trước khi về Việt Nam thì nhà vườn đã kiểm định về chất lượng cây và cây chuẩn giống nha quý bà con. Vừa về tới Việt Nam cách đây tầm 2 tuần thôi mà cây đã trổ lộc lên cả nhà. Đây là lá non mọc rất là nhiều luôn, cây vô cùng khỏe nha. Thân cây và nó là chắc nụi nè, không có hề bị mục luôn. Thế cây thì rất đẹp. Phải tuyển chọn trong 100 cây á, thì mới chọn được những cây thanh thoát và cao trên 1 mét như thế này. Tán đều và đẹp đầy. Bà con mình nhìn nha. Một năm á, thì táo tàu ra trái khoảng một mùa. Đây là cái loại trái to, không có phải là trái táo tàu nhỏ như ngoài chợ bán đâu nha cô bác. Dòng này thì cho trái chất lượng rất là cao, chắc thịt nè, cơm dày, hạt lại còn nhỏ nữa. Nhà vườn Khánh Võ luôn luôn chọn lọc những dòng cây chất lượng, vừa mang giá trị tinh thần, giá trị kinh tế mà còn là nguồn dược liệu quý. Cô bác anh chị mình trồng cây táo tàu trong khuôn viên vườn, biệt thự hay là khu du lịch sinh thái thì đẹp khỏi nói luôn. Lại còn đảm bảo cung cấp đủ cái nguồn trái tươi, trái khô và trái sấy cho gia đình mình dùng. Tùy từng giai đoạn phát triển của táo tàu mà bà con mình sẽ cần có những cái chế độ chăm sóc riêng biệt nha. Một số bệnh mà táo tàu thường gặp thì cái cách phòng tránh như thế nào sẽ được nhà vườn cung cấp tư liệu cho quý vị tham khảo chi tiết. Không chỉ như vậy mà kỹ thuật bên em sẽ luôn theo sát hỗ trợ bà con mình trong suốt quá trình trồng cây luôn. Chọn cây ở nhà vườn Khánh Võ thì quý vị sẽ được tư vấn kỹ lưỡng cũng như được giao hàng tận nơi đến nhà của quý khách hàng. Cho nên là quý khách hàng mình yên tâm để sở hữu những dòng cây độc lạ ở nhà vườn Khánh Võ nhé. Hotline 096 234 7777, địa chỉ vườn 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100m. Website nhavườnkhanhvo.vn. Nhà vườn Khánh Võ, vì một Việt Nam xanh.